Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh QS News Khí tài quân sự. Thế kỷ 21, Việt Nam cũng như thế giới đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc từ một đất nước nghèo nàn lạc hậu ngày nào. Giờ đây, họ đã vươn lên đứng thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Trong quan hệ với Việt Nam hiện nay, Trung Quốc mặc dù tỏ vẻ thân thiện trên mặt trận ngoại giao, nhưng trên Biển Đông, nước này liên tục thách thức chủ quyền và lợi ích dân tộc ta bằng việc đưa các tàu hải cảnh, hải giám, dân quân biển ngang nhiên xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, với Trung Quốc, âm mưu độc chiếm khu vực Biển Đông đang ngày càng rõ ràng hơn với chính sách đường lưỡi bò phi lý và không được quốc tế công nhận. Bên cạnh chiến lược ba mũi giáp công, chính quyền của ông Tập Cận Bình cũng đã áp dụng rất thành thạo chiến thuật vùng xám thâm hiểm để tiến chiếm các đảo thuộc khu vực này do nước khác kiểm soát. Điều này có thể thấy rõ qua những hành động hung hăng của Trung Quốc trong thời gian gần đây, khi mà lực lượng hải cảnh, hải giám của nước này ngang nhiên truy đuổi, ngăn chặn và liên tiếp xịt vòi rồng vào các tàu tiếp tế của Philippines đang hoạt động tại khu vực bãi cỏ mây thuộc chủ quyền Việt Nam. Vậy, Biển Đông có tầm quan trọng như thế nào đối với tham vọng bá chủ thế giới của chính quyền ông Tập Cận Bình? Hay điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc cả gan đánh Việt Nam và Philippines trên Biển Đông? Mời quý vị và các bạn cùng đi tìm câu trả lời ngay trong video ngày hôm nay của kênh QS News Khí tài quân sự. Trước khi vào nội dung chính, mong các bạn dành vài giây đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo nhé! Trung Quốc giờ đây là một quốc gia có sức ảnh hưởng bao trùm lên toàn cầu, và với tầm tham vọng của mình, Trung Quốc sẽ không thể nào co cụm mãi sức mạnh của mình tại vùng biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan. Để cạnh tranh với Hoa Kỳ, Trung Quốc buộc phải mở rộng các căn cứ quân sự của mình. Song điều làm Bắc Kinh khó chịu nhất hiện nay đó chính là Đài Loan, vì Đài Loan đã được Mỹ đầu tư xây dựng như một chốt trận quan trọng nhất để khống chế Trung Quốc không thể mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ra Thái Bình Dương. Trong trường hợp nếu Trung Quốc phát động một cuộc chiến tranh với Đài Loan để mở đường tiến ra biển, thì chắc chắn Đài Loan sẽ được Mỹ và đồng minh trang bị vũ khí đủ mạnh để khiến quân đội Trung Quốc bị tổn thất nghiêm trọng. Cùng với Đài Loan, tại khu vực Đông Á, Mỹ còn có cho mình hai đồng minh khác, đó là Hàn Quốc và Nhật Bản. Còn tại Đông Nam Á, Mỹ có Philippines. Nói vậy để thấy Trung Quốc đang bị bao vây bởi một loạt các nước là đồng minh của Mỹ. Điều này không những kiềm chế tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh, mà còn khiến cho sức mạnh của Hải quân Trung Quốc bị hạn chế đi rất nhiều. Trước tình hình bị Mỹ bao vây như vậy, thì câu hỏi được đặt ra là làm cách nào mà Trung Quốc có thể phát triển được tầm ảnh hưởng của mình, mà không phải phát động một cuộc chiến với Đài Loan, cũng như các đồng minh của Mỹ tại Thái Bình Dương. Câu trả lời đó chính là tiến xuống Biển Đông, một vùng biển mà Việt Nam là bên kiểm soát chủ yếu. Vào năm 1956, Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép phần phía đông quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và đến năm 1974 thì chiếm toàn bộ quần đảo này. Đến năm 1988, Trung Quốc lại chiếm thêm một phần quần đảo Trường Sa sau khi dùng vũ lực khiến 74 chiến sĩ của Hải quân Việt Nam hy sinh. Từ năm 2014 đến nay, Trung Quốc ồ ạt bồi đắp 7 bãi đá họ chiếm đóng của Việt Nam thành các đảo nhân tạo với diện tích trên 13 km2. Trong đó ba đảo có đường băng dài trên 3.000 mét, có thể phục vụ cho máy bay chiến đấu. Từ năm 2017, Trung Quốc đưa ra khái niệm tứ xa về Biển Đông. Theo đó, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Pratas, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và bãi ngầm Marcos Field với tên gọi lần lượt là Đông Sa, Tây Sa, Nam Sa và Trung Sa. Đi liền với hoạt động quân sự hóa các đảo nhân tạo trên Biển Đông, Trung Quốc còn ngăn cản Việt Nam với các đối tác nước ngoài thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Họ ngang nhiên coi vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác như của mình, mà điển hình là vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào hồi năm 2014. Việc Trung Quốc đưa nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 vào hoạt động trái phép trở lại trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là bước đi mới nhất nhằm áp đặt trên thực tế đường lưỡi bò bất hợp pháp trên Biển Đông. Theo đó, dần dà Trung Quốc lân la chiếm toàn bộ các đảo trong vùng biển này, bao gồm 4 quần đảo Tây Sa, Nam Sa, Đông Sa, Trung Sa, theo cách gọi của Trung Quốc. Đồng thời, mong muốn nắm chủ quyền với khoảng 80% diện tích Biển Đông và toàn bộ tài nguyên trong khu vực biển này theo đường chữ U. Bên cạnh đó là quyền kiểm soát với vùng trời, vùng biển và đáy biển. Những hành động trên của Trung Quốc được kể tên là những kế sách biến không thành có, tằm ăn dâu, cây gậy và củ cà rốt.
mà nước này đang áp dụng với các nước có tranh chấp trong vấn đề Biển Đông. Tất cả những kế sách đó đều nhằm mục tiêu lâu dài của Trung Quốc là độc chiếm Biển Đông. Vậy, vì sao Trung Quốc lại muốn độc chiếm Biển Đông? Thứ nhất, lợi ích của Biển Đông là về vấn đề kinh tế, đầu bảng là tài nguyên dầu khí, sau đó là băng cháy. Theo đánh giá của Bộ Năng lượng Mỹ, lượng dự trữ dầu đã được kiểm chứng ở Biển Đông là 7 tỷ thùng, với khả năng sản xuất 2,5 triệu thùng trên ngày. Theo đánh giá của Trung Quốc, trữ lượng dầu khí ở Biển Đông khoảng 213 tỷ thùng, trong đó trữ lượng dầu tại quần đảo Trường Sa có thể lên tới 105 tỷ thùng. Trữ lượng này và sản lượng khai thác có thể đạt khoảng 18,5 triệu tấn năm, duy trì được trong khoảng 15 đến 20 năm tới. Bên cạnh đó, khu vực Đông Nam Á có lượng băng cháy, hay còn gọi là khí đốt đóng băng, cực lớn. Đây là nguồn năng lượng của tương lai, có thể sử dụng trong nhiều thế kỷ, theo tính toán sơ bộ là khoảng 800 năm tới. Việt Nam là một trong những quốc gia sở hữu năng lượng băng cháy tương đối lớn. Chúng ta có khoảng 2.400 tỷ mét khối băng cháy, là quốc gia có thứ hạng ở châu Á về loại tài nguyên này. Đây là nguồn năng lượng tuyệt vời. Do đó, Trung Quốc nhìn vào nguồn băng cháy như một loại tài nguyên thay thế cho dầu khí, đang dần trở nên cạn kiệt. Thứ hai, Biển Đông được xác định là một trong bốn khu vực đánh cá chủ yếu của ngư dân Trung Quốc. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, Biển Đông là vùng biển được xếp hạng thứ tư trong số 19 khu vực đánh cá tốt nhất thế giới về tổng sản lượng đánh bắt cá hàng năm. Nguồn lợi hải sản ở Biển Đông được cho là có khoảng hơn 1.000 loài cá, 90 loài tôm và 70 loài thân mềm. Khai thác hải sản là một ngành kinh tế rất quan trọng đối với các quốc gia ven Biển Đông. Mỗi năm có khoảng 6 triệu tấn hải sản được đánh bắt tại đây, tương đương 10% tổng khối lượng hải sản được đánh bắt trên toàn thế giới. Thứ ba, Biển Đông cũng được xác định là con đường sinh mệnh của nền kinh tế Trung Quốc. Trong số 27 tuyến vận tải của Trung Quốc, 17 trong số đó nằm ở Biển Đông. Biển Đông giúp nối Trung Quốc với 125 nước và vận chuyển 3/4 lượng dầu nhập khẩu vào nước này. Về an ninh quốc phòng, đây là một bức tường thành tự nhiên trên biển. Biển Đông như một vành đai quân sự phòng thủ, là rào cản an ninh để ngăn chặn những rủi ro và uy hiếp từ bên ngoài. Về mặt địa chiến lược, Trung Quốc xác định Biển Đông như sân sau, nơi tập dượt của Hải quân Trung Quốc để tiến ra thế giới bên ngoài. Biển Hoa Đông ở phía đông Trung Quốc quá nông, lại có một đối thủ khó nhằn là Nhật Bản án ngữ phía ngoài. Còn đối với Biển Đông, vùng biển này rộng 3,4 triệu km vuông, độ sâu trung bình là 1.400 m và có rất nhiều rãnh sâu. Đây là địa điểm tuyệt vời cho sự hoạt động của các loại tàu ngầm. Muốn thành bá chủ toàn cầu, Trung Quốc phải trở thành cường quốc trên biển. Điều này chỉ có thể thực hiện được ở Biển Đông, vùng biển mà xung quanh đó toàn các quốc gia nhỏ bé. Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc tiến đánh Việt Nam trên Biển Đông? Với những gì đã chỉ ra ở trên, về tầm quan trọng của Biển Đông, việc Trung Quốc phát động một cuộc tấn công nhằm vào Việt Nam trên biển là hoàn toàn có thể xảy ra, khi đó trọng tâm sẽ là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bắc Kinh đã rất kiên trì trong việc bồi lấp, lấn chiếm và đầu tư hàng tỷ đô để xây dựng các thực thể nổi xung quanh Biển Đông, chính là để dành cho một cuộc tổng tiến công nhằm chiếm quyền kiểm soát khu vực giàu tài nguyên cũng như là trung tâm của vùng biển châu Á-Thái Bình Dương này. Cũng cần biết rằng, lực lượng chiếm đóng của Việt Nam tại đây rất mỏng và lép vế hoàn toàn so với các hạm đội hải quân hùng hậu của Trung Quốc, nên có lẽ Việt Nam khó mà chống đỡ nếu Trung Quốc phát động một cuộc tấn công toàn lực vào khu vực Biển Đông. Nếu trong trường hợp chúng chiếm được hoàn toàn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thì các tỉnh ven biển của chúng ta đều sẽ bị đặt vào tầm ngắm của hải quân và không quân Trung Quốc. Máy bay chiến đấu của Trung Quốc có thể xuất kích từ sân bay trên các đảo hay từ tàu sân bay để tấn công bất ngờ và gây thiệt hại lớn cho các công trình kinh tế quân sự của Việt Nam. Từ Tây sang Đông, chỗ hẹp nhất chỉ có 50 km. Do vấn đề địa lý Việt Nam rất hẹp về chiều ngang, nên nếu Trung Quốc tấn công thì sẽ rất nhanh. Tuy nhiên, Việt Nam biết được điểm yếu này, nên đã bố trí lực lượng pháo phòng không và tên lửa phòng thủ bờ đông đảo, có thể khiến cho Bắc Kinh phải e dè nếu muốn không kích bất kỳ một mục tiêu nào trên lãnh thổ Việt Nam. Nên nhớ rằng thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Mỹ có lực lượng không quân áp đảo còn phải chịu tổn thất cực lớn, trước phòng không Bắc Việt lạc hậu, thì Trung Quốc cũng sẽ phải cân nhắc thiệt hơn thật kỹ.
Nếu Trung Quốc hiểu được lịch sử chống giặc ngoại xâm của Việt Nam từ ngàn đời, thì chắc chắn, dù muốn bành trướng họ cũng phải kinh sợ mà dè chừng. Nằm trong bảy tử huyệt của thế giới, thêm một cuộc chiến tranh lớn tại một khu vực nhạy cảm như thế nổ ra, chắc chắn diễn biến sẽ không chỉ đến ở một mặt trận quân sự, mà còn là chính trị, ngoại giao. Hay nhìn vào cuộc chiến Nga-Ukraine hiện nay, người Mỹ và truyền thông phương Tây đã tích cực tuyên truyền lôi kéo cả thế giới chống lại Nga, bao vây cấm vận khắp các lĩnh vực khiến cho Tổng thống Putin cũng phải điêu đứng, thì Trung Quốc chắc chắn sẽ không thoát khỏi tình cảnh này nếu cả gan đánh Việt Nam. Bởi vì xét cho cùng, Trung Quốc mới chính là đối thủ lớn nhất hiện nay mà Mỹ cần phải tiêu diệt. Một cơ hội trời cho như vậy, thì một kẻ đế quốc cơ hội như Mỹ sẽ không thể bỏ qua. Nhiều người nói rằng nền kinh tế Trung Quốc lớn hơn Nga rất nhiều nên sẽ không sao, nhưng họ đã lầm, bởi bản chất của kinh tế chính là tính toàn cầu. Vì vậy, một khi bị cách ly khỏi thế giới thì đến 10 Tập Cận Bình cũng phải bó tay. Việc Trung Quốc gây chiến ở châu Á cũng sẽ là cái cớ để cho Mỹ đem quân đến các đồng minh liền kề như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan. Điều này trực tiếp khiến cho an ninh quốc gia ở mặt Bắc và Đông của Trung Quốc có thể bị đe dọa. Không chỉ vậy, Trung Quốc sẽ không dễ dàng tung hết quân đội xuống phía Nam mà phải giữ lại một lực lượng đủ mạnh để giữ nhà. Đó là chưa kể người dân ở các khu tự trị Tân Cương, Nội Mông luôn có thái độ phản đối với chính quyền Bắc Kinh. Nên việc Mỹ hay thậm chí là Nga tìm cách kích động bạo loạn tại đây để chia rẽ Trung Quốc cũng là một khả năng có thể xảy ra. Chưa kể, biên giới của Trung Quốc với Ấn Độ cũng đang rơi vào tình hình bất ổn. New Delhi hoàn toàn có khả năng sử dụng quân đội, thừa nước đục thả câu khi Trung Quốc đang xa lầy ở phía Nam. Tổng kết lại, với Trung Quốc, tầm quan trọng của Biển Đông là không thể chối cãi. Cụ thể bằng việc nước này đưa ra những yêu sách chủ quyền vô cùng phi lý, cùng với đó là các động thái hung hăng với những quốc gia láng giềng trong khu vực Biển Đông gần đây. Việc Trung Quốc dùng sức mạnh quân sự để phát động một cuộc tấn công quy mô lớn trên biển vào các nước láng giềng trong đó có Việt Nam nhằm cưỡng chiếm và nuốt trọn khu vực Biển Đông là hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, với những lý do mà chúng ta vừa liệt kê ở trên, chắc chắn rằng Trung Quốc sẽ phải cân nhắc thật kỹ trước khi hành động vì nguy cơ thất bại hoàn toàn đã được dự báo từ trước. Năm 1981, quân đội nhân dân ta nhận được một số bệ phóng di động cùng hàng chục quả đạn Scud B, hay còn gọi là R-17 Elbrus. Vào thời điểm đó, Việt Nam chính là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á sở hữu tên lửa đạn đạo chiến thuật. Tên lửa Scud B có chiều dài 11,25m, đường kính thân 0,88m, trọng lượng phóng 5,9 tấn. Tên lửa đạn đạo này trang bị động cơ nhiên liệu lỏng ASAF RD-21 với thành phần nhiên liệu gồm chất cháy TM-185, chất oxy hóa AK-27Y và nhiên liệu phóng TG-02. Hệ thống dẫn đường sử dụng 3 con quay hồi chuyển cho phép tên lửa khi bắn đạt độ chính xác tương đối với bán kính lệch mục tiêu khoảng 450m. Scud B được thiết kế để có thể mang được đầu đạn nổ thường nặng 1 tấn, đầu đạn hạt nhân có sức công phá 5-70 kiloton hoặc đầu đạn hóa học. Với đầu đạn thuốc nổ thường, tốc độ va chạm 1,4 km trên giây sẽ tạo ra hố sâu 1,5-4m, rộng 12m. Đạn tên lửa Scud B được đặt trên bệ phóng di động 9P-117 Uragan dựa trên khung gầm cơ sở xe vận tải hạng nặng MAZ-543. Khi phóng, tên lửa sẽ được khung nâng đạn dựng thẳng đứng và bắn đi. Nhưng trước đó, đạn tên lửa Scud B sẽ cần một khoảng thời gian ngắn để nạp nhiên liệu phóng và nhập thông số của mục tiêu. Bên cạnh Scud B, cũng theo Viện Nghiên cứu Hòa bình và Quốc tế Stockholm, vào năm 1998, Việt Nam cũng đã mua từ Triều Tiên hàng chục quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn, Hoa Song 6, hay còn có tên khác là Hỏa Tinh 6. Đây là phiên bản sao chép dựa trên nguyên mẫu của tên lửa Scud C. So với Scud B, Hoa Song 6 đã tăng trọng lượng phóng lên 6.400 kg, cùng với tầm bắn tăng lên tới 600 km. Mặc dù đã có tuổi đời hàng chục năm, tuy nhiên, những năm gần đây, nhằm đảm bảo hệ số kỹ thuật cho tên lửa đủ khả năng sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị kỹ thuật của Lữ đoàn Tên lửa của Việt Nam đã có nhiều sáng kiến cải tiến các linh kiện cho tên lửa này. Đến nay, số tên lửa Scud phiên bản B và C của quân đội ta vẫn là tên lửa đạn đạo chiến thuật duy nhất ở Đông Nam Á, và nó được coi là một trong những vũ khí uy lực nhất của lực lượng pháo binh quân đội nhân dân Việt Nam.
Tên lửa đạn đạo Scud B của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được biên chế vào năm 1980, đã được trình diễn tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2022 để giới thiệu cho công chúng trong và ngoài nước. Trước đó, hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud B đã được công bố vào năm 2020 tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là hệ thống tên lửa đạn đạo duy nhất tại Đông Nam Á hiện nay. Mặc dù, nhiều người cho rằng tên lửa Scud B ra mắt cách đây gần 6 thập kỷ đã trở thành một loại vũ khí lạc hậu, thậm chí khi nó đã bị quân đội Nga loại bỏ khỏi biên chế của mình từ rất lâu, nhưng đây là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều cường quốc trên thế giới vẫn vô cùng e dè trước loại tên lửa đạn đạo này. Tên lửa Scud B sở hữu nhiều ưu thế vượt trội hơn người tiền nhiệm của mình, Scud A. Nó mang đầu nổ có sức nổ cao và thậm chí là đầu đạn hóa học VX nén, nguy hiểm hàng đầu thế giới, với tầm bắn được cải tiến lên đến 300 km, có độ chính xác lớn. Nó có thể được phóng từ bên này biên giới sang bên kia để hủy diệt hàng loạt các mục tiêu của đối phương. Scud B cũng dễ dàng vận chuyển, chỉ cần một chiếc xe tải mang bệ phóng. Việt Nam có thể lựa chọn vị trí phóng tên lửa ở bất kỳ khu vực nào để tiêu diệt đối phương. Với tính cơ động cao, kẻ địch sẽ rất khó tìm kiếm Scud B để tiêu diệt triệt để. Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng so với các loại tên lửa hiện đại sau này như Scud D hay là các siêu phẩm đến từ Mỹ, Trung, Nga, Ấn, Scud B không thể sánh bởi vì tầm bắn và khả năng ngắm trúng mục tiêu của nó kém hơn rất nhiều. Nhưng Scud B vẫn trở thành ác mộng của nhiều cường quốc hiện nay, bắt đầu từ khi nó xuất hiện rất nhiều trong chiến tranh Iran-Iraq. Iraq đã phóng tổng cộng 516 tên lửa Scud B và Al-Hussein vào lãnh thổ Iran. Trong chiến tranh vùng vịnh năm 1991-93, quả tên lửa Al-Hussein tiếp tục được phóng vào các mục tiêu của Israel và Ả Rập Saudi. Trong nội chiến Yemen, tên lửa Scud B hoặc các biến thể đi kèm vẫn đang được sử dụng với mục tiêu bao gồm cả thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi và thánh đường Mecca. Điều này chứng minh rằng tên lửa Scud B và các phiên bản cải tiến của nó đã đủ gây khó khăn cho các hệ thống phòng không. Ngoài ra, Iran cũng là nước phát triển rất nhiều loại tên lửa dựa trên phiên bản Scud B kể trên. Nổi bật nhất có thể kể đến là siêu phẩm Sa-3, được sản xuất với vài trăm tên lửa và từ 20 đến 80 bệ phóng tiên tiến. Sau này, Sa-3 tiếp tục được cải tiến và kết quả là tên lửa GA-1 với tầm bắn tận 1.600 km đã xuất hiện trên toàn cầu. Mặc dù những tiến bộ của Iran trong lĩnh vực sản xuất tên lửa nhiên liệu rắn gần đây đã khiến nước này ngừng phát triển loại vũ khí dựa trên phiên bản Scud B, nhưng không thể phủ nhận rằng Scud B chính là nền tảng cho các chương trình triển khai tên lửa của Iran. Tiếp đến, chúng ta không thể nào bỏ qua Triều Tiên, một nhà phát triển khác thường xuyên sử dụng các biến thể của Scud B suốt nhiều thập kỷ qua. Cụ thể hơn là Bình Nhưỡng đã mua được hai tên lửa Scud B từ Ai Cập vào năm 1976 và năm 1981. Đến năm 1986, cơ quan phát triển tên lửa Triều Tiên cho ra đời một phiên bản nhái của Scud B có tên là Hoang Song 5, với tầm bắn lớn hơn 10% và trọng tải tăng 15%. Những yêu cầu tên lửa phải tấn công được các căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản đã buộc các nhà khoa học của nước này phải tiếp tục làm việc và cho ra đời siêu phẩm Nô Đông với tầm bắn 1.500 km, đủ để vươn tới các căn cứ quân sự của Mỹ ở Okinawa. Mặc dù Nô Đông là một loại tên lửa tấn công kém chính xác, với sai số lên đến gần 2 km, nhưng công nghệ sản xuất của nó nhiều khả năng đã được bán sang Iran để phát triển Sa-3. Nó còn được sử dụng để phát triển tên lửa đạn đạo tầm trung Tebo Đông 1, trong khi động cơ của Nô Đông và Scud B được Triều Tiên sử dụng để phóng tàu không gian Punhwaso 3. Mặc dù dây chuyền sản xuất Scud B nguyên bản không còn nữa, nhưng những di sản đó để lại vẫn là một mối đe dọa thêm nhiều thập kỷ nữa cho các cường quốc hiện nay. Tóm lại, tên lửa đạn đạo Scud B nằm trong tay Việt Nam dù không phải là loại hàng đầu, nhưng nó vẫn có sức răn đe kẻ địch. Tuy nhiên, Việt Nam cũng cần phải lưu ý những nhược điểm kể trên để tiến hành nâng cấp, cải tiến và ứng dụng hiệu quả tên lửa Scud B trong các trường hợp cấp thiết khi chiến tranh xảy ra. Vừa rồi là toàn bộ nội dung bài tổng hợp của khí tài quân sự về tổ hợp tên lửa đạn đạo tầm ngắn uy lực nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam và cũng là tổ hợp tên lửa đạn đạo duy nhất ở Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại. Mặc dù đã có tuổi đời hàng chục năm và có phần lạc hậu so với những mẫu tên lửa khác. Tuy nhiên, với một quốc gia có ngân sách quốc phòng khiêm tốn cùng với một học thuyết quân sự thiên về phòng thủ, thì các tên lửa đạn đạo Scud hiện có vẫn là đòn răn đe có hiệu quả
đối với bất kỳ kẻ thù nào có ý định tấn công Việt Nam. Video này được biên tập và dàn dựng bởi QS News Khí tài quân sự. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích, thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo.